trong xanh luôn á, gọi là đúng là trong xanh luôn á. Sẽ đi qua quầy OK2K. Kìa, cái này là nước không biết uống không ta. Nhìn đẹp quá. Cái cắm trại bọn mình đi nha mọi người. Terra Kekoku campaign này nha mọi người. Ta da. Chỗ thuê của bọn mình nha mọi người. Đây là góc thuê của bọn mình nè. Là góc thuê nhỏ của bọn mình sẽ sẽ cắm trại ở đây. Sky on your mind. Fly again. Get on board.
đều của bọn mình đã hoàn thành rồi nha mọi người. Ờ, nó hơi nhỏ thôi nhưng mà không sao, vừa đủ sức của bọn mình. Đây là giới thiệu sơ với mọi người, đây là bếp nướng của bọn mình nè. Đây là cái lều ngủ của hai đứa. Đây là cái chỗ dựng để đồ ăn. Ở phía đằng sau đây là suối. Suối chảy, nghe tiếng suối chảy rất là thích luôn. Đó, mọi người nghe được tiếng suối chảy không? Ở đây là mấy cái đá nữa nè, nhìn siêu đẹp luôn á. Cảnh tượng ở đây siêu đẹp. Bây giờ bọn mình sẽ tham quan một vòng. Nè, dép nè. Ta ngồi dép luôn kia kìa. Bây giờ bọn mình sẽ tham quan một vòng ở khu đây. Đây là mọi người đang cắm trại nè. Liều ai cũng to hết trơn mọi người ơi. Có bọn mình bé tiệu à. Lần đầu tiên cắm trại của mình. Rút kinh nghiệm không sao. Đây, bây giờ mình tham quan nha. Rút tiên của bọn mình nè. Đây, chỗ này là dòng suối nè. Ô, cái này là để ngâm nước lạnh nè mọi người. Ồ. Mình sờ được không vậy? Được mà đúng không? À, nước này là nước rửa. À, nước từ cái tỉnh Nagoya nè mọi người. Nước uống được luôn hả? Nhưng mà cảm thấy là nó mát lạnh lắm luôn á. Ui, lạnh như đá vậy ba. Thiệt luôn á. Đi hệt ở cho Matsumoto. Đây, đây là con đường đi của bọn mình. Đi mùa hè mà đi cắm trại vui lắm nha mọi người. Mát. Ta-da. Hồi xíu sẽ dắt mọi người đi góc bằng kia, cá nhiều lắm. Mình sẽ thử coi bắt cá được không. Đây là khung cảnh đằng sau của mọi người đang tất bật. Con bọn mình đã hoàn thành rồi nha. Mọi người nhìn xịn quá trời. Ôi, nguyên một cái bộ siêu to luôn á. Này nguyên cả gia đình luôn. Thôi đừng có sử dụng quá, nhục quá. Đây, cho mọi người xem ở phía đằng sau đó, siêu đẹp. Không đâu, quay cái mấy cây gỗ này nè, đẹp quá trời luôn nè. Cây siêu đẹp luôn. Thích quá. Cái cầu đi qua nha. Cầu đi qua để cắm trại của mỗi nhà. Đó, đây là nước suối nè mọi người. Đây nước suối chảy nè. Nó siêu trong luôn, nhìn được thấu ở bên trong luôn á. Trời ơi, thích quá à. Đây cũng là một cái suối giống như nước suối tự nhiên đó mọi người. Nhìn cái chảy, nhìn nên thơ dễ sợ. Trời đảo quá. Ui thiệt luôn á, mát lạnh luôn á. Mát lạnh luôn. Góc ở đây, góc ở đây là góc câu cá, bắt cá nè mọi người. Mọi người thấy mấy con cá nhỏ nhỏ đen đen không? Đó, mấy con cá này á, mình bắt xong á, mình xiên, mình nướng muối á, siêu ngon luôn á nha. Mà mấy con cá này đang bơi tự nhiên. Mà cái nước này là nước siêu lạnh luôn, là ăn cực kỳ ngon cái thịt đó. Xíu nếu có thời gian trời không có tối thì mình sẽ bắt thử một con cá nha. Mình không biết đây là bắt hay câu nha, nhưng mà mình sẽ thử. Mày siêu đẹp luôn. Nước khác nè mọi người, nó trong xanh luôn á, gọi là đúng là trong xanh luôn á nè. Đẹp quá. Cảnh này mà đứng ở chính giữa đây nè, có ai ghép hình mình đứng ở chính giữa này siêu đẹp luôn. Bây giờ là hướng này hướng đi xuống của bọn mình nè mọi người. Nó muốn vô ảnh nha mà nó bắt mình che đi. Đây, giờ mình đi xuống suối, mình chơi. Giờ mình sẽ đi xuống, nó hơi cồng kềnh, đá siêu nhiều luôn. Góc bên đây nè, không có ai nè. Ừ, tự dưng nãy mày làm tao mới để ý. Wow. Đẹp quá. Trời ơi mọi người, nhìn nè. Trời ơi, thích quá. Wow. Nước sông chanh trong xanh. Trời ơi, siêu hết luôn. Trời ơi, ngâm chân. Bước chân xuống dưới đá là mát lạnh luôn á.
đây bọn mình đi thua trời ơi. Hú hồn, để chân xuống được không ta? Trời lạnh quá. Ui, trời ơi siêu lạnh luôn mọi người. Trời ơi siêu lạnh luôn. Mà ông sách dép quay luôn. Đi đi nữa. Mẹ. Giờ đây, bọn mình đây là đang ngâm nước nha. Siêu hết luôn, mát lạnh luôn á mọi người. Ai ở bên Nhật thì tranh thủ đi camping vào mùa hè nha. Leo hả? Leo đâu? Đi tiếp rồi gì băng qua lấy đôi dép đó nha. Đi ngâm nước nhưng mà để dép bên kia. Bây giờ đi qua lại. Ui, mấy cái đông rêu này dễ trơn lắm nè. Đá đầm đào lắm luôn. Vượt suối lội sông đi lấy đôi dép. Này. Nước ở đây đang chảy là mạnh lắm á mày. Nước chảy siêu mạnh luôn á mọi người. Để mình đi kiếm cái hướng đi á cho nó mát á. Vừa mát mà vừa an toàn nữa nè. Wow. Yay, tới nơi. Đã tìm thấy em dép của mình. Rồi, tiếp tục hành trình đi thôi. Đây, thanh niên sống ảo. Đang tình cờ lội đi. Leo lên. Đang tình cờ lội đi bình thường chơi vậy nè mọi người. Thì mình thấy mà có, không biết là tác phẩm nghệ thuật của ai, nhưng mà người ta dựng mấy viên đá này nè. Dựng siêu đúng luôn. Nè, mình nghĩ vậy là sẽ bị ngã nhà nhưng không. Chạy rất là lâu mà suối chạy nước rất là mạnh luôn. Hay thật sự. Đu lên cảnh hả? Đẹp quá. Đu lên cảnh hả? Mình đang câu cá nha mọi người. Mày quay mặt tao nè. Cô đây đi được đó. すぐ食べるからね. すぐ釣れる. 強い ですか? Ê, nó ăn liền luôn mày. Biết rồi. Bắt mấy con vậy? Ơi. Mày bắt được nhiêu thì mày bắt. Mày có ăn với tao không? Không. Tôi dài mát. Chút bột chưa? Không, mày bắt hai con đi cho tao vui. Ok, giữ hai con. Ok. Hai. Tôi dài mát xì. Bây giờ mình câu cá nha mọi người. Phút chân nè, phút chân, phút chân tôi bắt xì. Bây giờ là nó sẽ ăn liền luôn. Để mình coi coi. Phút chân. Ê, nó chôm kìa mày. Thế nè. Bỏ xuống, bỏ xuống. Wow. 大丈夫? できる? できます. Ê, trơn quá mày ơi. Mở cái kia đi. Trơn quá. Trơn lắm mày ơi. Em hú, em hú. Ê. Em hú, nó nhảy ra một phát.
không có nhảy đâu, nhưng mà nước lạnh quá. Nước lạnh. Được. Ok. Ê, nó trơn quá à. Nó trơn quá. Ok. Ừ, sợ. Có phải sự ê, cái đấy cả nó. Này. Cái nó nè. Nó nam bị nam bị cái chuyện. Nico. Mua một cái này. Đem về nuôi. Bỏ xuống nó đắp là phải bịt. Đây bỏ xuống hả? Đó. Cái này mà câu cá gì? Đây, dớt cá hả chứ? Namae sakana wa nan desu ka? Mas trout. Trout. Taberu wa dou yatte desu ka? そのままバーベキューやる。腹を。腹を。あそこで出して、おで塩焼き。塩焼き。おで。はい、ありがとうございます。終わりです。これは、con cá。từ từ。đây là con cá。đây là con cá mình mới bắt nè。ủa chết rồi, tao bị ngược tay rồi, từ từ。đúng á。Sao có một cái bông tay nữa ta? Thôi, rồi xong rồi. Mày quay cảnh tao để lên thớt thôi, xong mày tắt nha. Chứ có con dao mất công bị bản quyền á. Chiều đây trong đây để thấy nhau, mày phải chia thôi. Nè, tao chia hai con cá nha mọi người. Nè, thành quả. Bây giờ mình sẽ phải xiên cái cây này nè, hay là cái miếng tre được người ta đưa. Giờ người ta đã vuốt nhóc nhọn rồi, mình sẽ xuyên nó qua đây để mình nướng với muối nha. Bây giờ mình xuyên ra. Ủa sao mà xuyên nhanh quá vậy ta? Ủa, wow. Xuyên hơi xe rồi đó. Một em. Ê, đưa ta cái dĩa giùm ta rồi. Đưa giùm ta cái dĩa thôi. Ủa. Wow. Ta-da. Ta-da. Đồ này nè. Xong. Từ từ. Để mình rửa cái này, mình sẽ dọn dẹp lại chả cho người ta. Rồi mình sẽ bắt đầu nhóm lửa. Rồi mình sẽ barbecue ban đêm nha mọi người. Thả ti ban đêm. Ủa cái dĩa này lấy gì vậy? Người ta đưa mà. Trên này trẻ lại người ta không? Ok. Rồi bạn đem vô bên. Éo. Rồi xong rồi đó. Được rồi. Xin một review đồ ăn nha mọi người. Đây là con bạn của mình đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ. Đây là lửa mình đã nhóm chuẩn bị gần xong rồi nha. Và đây review lại đồ ăn. Sẽ có cá mình bắt vừa nãy. Xong có thịt nè. Thịt này thịt bò hay heo vậy? Đây là thịt bò ướp. Rồi có mực ướp luôn. Xúc xích. Rồi thịt heo. Cánh gà mề với thịt bò nữa nha mọi người. Rồi có rau sống nè. Có nấm rồi các loại củ quả để nướng nè. Xong rồi trái cây không thể thiếu. Đây là trái cây nho mẫu đơn nè. Xong rồi có mận. Mận này mận kiểu như có mọi người. Ăn cũng ngon lắm á. Với cam. Rồi còn một trái khóm ở đằng góc đây nữa nè.
còn chỗ ăn nữa. Với lại một góc đây là sẽ có nước. Buổi tối thì bọn mình sẽ chiêu ở đây và đêm đêm bọn mình sẽ ngắm sao, hy vọng là sẽ có sao đẹp nha. Đêm đêm mình sẽ ngắm sao ở đây chắc nhiều đêm. Đây lỗi gì là mình thấy ok rồi nha. Bây giờ mình sẽ bật, mình sẽ nấu ăn. Đây thấy không? Ta né qua vậy nè, ta quay vậy nè. Bây giờ mình sẽ để vỉ lên mình nướng, bắt đầu mình nướng nha mọi người. Nó vẫn còn hơi có lửa, hơi có khói nhưng mà thôi, trước khi cho ở phía dưới nó tàn sớm á. Rồi bây giờ lên mồi bạn ơi. Đấy. Bây giờ mình sẽ rắc muối lên cá nha mọi người, rắc hai bên luôn. Mình sẽ rắc đều hai bên để mình muốn mình nướng cá có muối rồi. Chắc là mặn lắm đây, cảm giác là mặn lắm đây, nhưng mà thôi, để nhiều nhiều cho bớt tanh. Đó. Ê, tao muốn dựng đứng giống như người ta, được không ta? Không. Cái này không dựng đứng được hả? Rồi, mình sẽ để cho nó thấm một hồi, mình sẽ bỏ ở trong đây luôn đi cho nó. Rồi, ok, đó. Hai em cá này trước nha. Rồi sau đó là sẽ bỏ thịt sau, mình sẽ để cá gốc ở bên đây. Nướng từ từ thôi. Đó. Em nhỏ ở đây. Ok. Cái mùi cá nó tới kìa, mấy con rùa yêu. Chưa gì nó đã tới rồi nè mọi người. Để xa xa đây. Nó bám cái mùi xa xa. Đó, ok. Tiếp thịt. Bây giờ tiếp một là thịt nha. Oh. Chân gà đúng không? Chân gà rồi. Góc ở đây nè cho nó có lửa lớn nó cháy nè. Chân gà đâu? Chân gà, ờ, cánh gà rồi. Tôi nói mày cũng hết hùng. Tôi nhớ tôi không đem mà. Hấp dẫn quá. Bí bí. Nhưng mà có alcohol, có cồn ở bên trong nha mọi người. Wow. Thử cái nào. Coi để coi có vị nào cái đã. Đây là vị, từ từ, vị cam với vị nhoi nè. Đây là táo. Táo. Đây có vị táo, ta chưa uống vị táo bao giờ. Vô ua. Đây vị vô ua, đây đưa tay tao review. Đây vị vô ua, vị lê. Ở đây để tao uống lê. Lê táo, mình sẽ uống lê táo nha. Bắt đầu khui, khui đi bạn, cho mình nghe cái tiếng đó nè. Ồ. Đây, đợi thanh niên nữa. Rồi, vô ngay chỗ ngọn, ngọn lửa nè. Hai, ba, tới không? Vô. Ngon nha. Mình sẽ ăn thử coi ngon. Tranh thủ ăn trước khi trời tối ha. Ngon nha. Ngon. Nhưng mà cháu cục cái này đi. Đó. Còn mấy này đen quá rồi nữa nè.
này sợ cái gốc này không chín. Trời ơi. Ngọt quá, ngọt quá. Có ăn gì để nướng nè? Nướng ăn nấm. Ờ. Cùng suy nghĩ nướng nấm. Nướng nấm này nướng nè. Ngon quá, ui có rau sống nữa. Đúng rồi, phải nóng. Nóng thiệt á, nóng rồi mình sẽ để một cái lớp rau sống nha. Mình sẽ để một lớp thịt lên. Đó, cuốn này nè. Đó, đồ ăn thơm ngon. Đây là khung cảnh. Bây giờ là 5 giờ rưỡi rồi nhưng mà trời vẫn sáng. Sẽ ăn trước khi trời tối. Bây giờ mình sẽ ăn con cá thành quả mình bắt cho mình mừng. Cá này đã chín là chua. Cháy ở ngoài thôi nhưng mà bên trong thì thịt rất là tươi nha. Thịt rất là tươi. Cá nãy nhảy lên đập đập đập. Ôi thấy chưa, thịt nè. Trắng phao, nhìn đây. Trời ơi, thịt trắng phao nè, cái vỏ ngoài thôi. Quất. Thơm cá nướng. Thơm mùi cá nướng lắm. Cá nướng là mùi cá nướng nha. Trời ơi, thịt trắng phao Thảo ăn thử đi. Ngọt, không tanh. Thật sự là không tanh nha. Xương thì chút ít à, ăn được luôn luôn. Gắp đi. Đây, để ta lấy cái miếng này cho. Không tanh thiệt á. Mà nó hơi mặn mặn của muối hồi nãy nữa. Đúng không? Mặn. Nhưng mà không tanh đúng không? Mặn thì tại do mày ăn luôn cái vỏ đúng không? Tao nãy tao ăn thịt không á nên không có ngon mọi người. Cá này ngon thật. Mày ấy cứ sợ nãy là sẽ tanh. Nhưng mà không, không hề tanh. Vỏ ngoài có muối á, mặn mặn. Khá là hợp. Khi đi cần khi đi nướng chỗ này. Ngon quá. Trời ơi, uống thêm một lon. Lon có ga nữa là xuất sắc. Mực nha mọi người. Ngon. Bọn mình vừa mới ăn xong mà trời tối luôn mọi người. Và đây là đốt một đống lửa. Cho nó vui nhà vui cửa nha mọi người. Đó, bây giờ là trời là tối nha mọi người. Tối hui á. Đúng ra là tối hui mà mình quay á, nó vẫn có ánh sáng. Và mọi người đã lên đèn hết. Bây giờ hơn là bọn mình gần ở nhà vệ sinh. Đi vệ sinh rất là tiện. Còn những người ở xa người ta phải đội cái đèn ở trên đầu nè. Để người ta rọi đường ta đi á. Cũng mà ở đây là thiên nhiên một cách hoàn toàn luôn. Không có điện. Ở cái khu vực cắm trại thôi nha. Chứ nhà vệ sinh vẫn có điện. Không có điện. Đó. Hơn là bọn mình cũng có mang một cái điện nhỏ. Với giờ đốt đống lửa cho sưởi ấm. Chứ ban đêm là chắc chắn là gần sông gần suối là nó lạnh kinh khủng khiếp luôn á. Khi nào mà có sao á thì mình sẽ quay cảnh sao cho mọi người coi nha. Còn nếu mà không có sao thì hẹn mọi người lại sáng ngày hôm sau. Hành trình bọn mình thu dọn lại những vật dụng này để trở về lại thành phố làm việc đây.
không biết nhỏ quá có thấy được không, nhưng mà ở ngoài thì mình thấy rõ nha. Đây sao rất là nhiều luôn, ngắm sao siêu đẹp. Chắc càng về đêm thì sao sẽ càng nhiều nha. Bây giờ là tới giờ bọn mình hết củi rồi, bọn mình chuẩn bị đi ngủ, bắt đầu vào ngày mới ngày mai. Hello mọi người, bây giờ buổi sáng, bây giờ 10 giờ sáng thì bọn mình đã dọn dẹp sạch sẽ cái phía đằng sau của bọn mình này nè. Bọn mình dẹp sạch rồi. Bây giờ bọn mình lội suối xong, bây giờ sẽ ngâm trái cây ăn, rồi bọn mình sẽ chuẩn bị xuất phát đi về. Này là vừa ngâm nước uống cho nó lạnh nè, vừa ngâm trái cây mà có thể uống được nữa. Mà ở đây nó ghi cái chữ là đẹp da nè mọi người. Đó, bây giờ mình sẽ ngâm trái cây của mình vô. Đây, mình thì ngâm nước, mình sẽ ai uống cam đi rồi thôi, để ngắm đây đi. Ngắm ngoài đi đi. Để riêng, đợi đi. Đó, bây giờ mình sẽ lấy nước này mình... Ui, lạnh nha, lạnh nha. Đó. Thôi mát lạnh luôn má. Rồi xong khi dọn dẹp xong á thì cái than với mấy cái đồ đốt á của bọn mình á mình sẽ đổ lót lên đây. Và cái đồ nhúng á thì bọn mình để lên đây để lên mình chà rửa. Góc ở đằng kia á là rác, cũng phân loại rác cũng giống như ở trên Sài Gòn. Ôi lộn, cũng giống như ở trên Tokyo á mọi người. Đó phân loại rác, góc đây là rác cháy. Còn ở bên đây là cam pin gì đó, bọn mình phải phân chia ra. Còn góc bên đây á là rửa mặt nè, rửa tay, rồi rửa chén, chén đũa. Đó, xong. Rồi tạm biệt các khách chương trình nha.